Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ ăn sô cô la bọc kem, mà lần này là của hiệu khác nha. Cái hiệu này mình thấy nhiều người ăn rồi đó, chắc là rất là ngon, cho nên là mình đã mua về ăn thử. Tan 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 tan, là cái hiệu này nè mọi người. Giờ mình sẽ khui nó ra nha, khui ở chỗ này. Cái này khác nha, cái này là hương khác. Nguyên một đống sô cô la kem luôn, thích ghê. Bắt đầu xử nó nha. Cái nó ngon tuyệt vời. Cái hãng này cái sô cô la nó dày hơn là cái hãng hôm trước mình ăn. Sô cô la trắng. Bây giờ tới sô cô la hạt hạnh nhân nha. Nó có áo ở bên ngoài là cái
hạt hạnh nhân á sẽ rất là béo đây. Béo cái lớp sô cô la cực dày, dày hơn cái loại kem hổ mình ăn. Ngon làm sao. Cái lớp sô cô la cực dày. Quá ngon. Giờ mình sẽ ăn cái này. Sử tiếp cây kem sô-cô-la trắng. Ở bên trong là kem hương vanilla. À, hương vani. Nó cứng. Nó cứng vậy đó mọi người. Cạn ly nha. Đây, mọi người nè.
Sô-cô-la trắng bốc hơi. Cắn miếng đi dữ lắm, nó ngon luôn. Măm măm. Nó chảy rồi mà. Nó ngon kinh khủng khiếp. Kinh khủng khiếp. Mấy cái này chắc chảy ra hết rồi. Cái này chảy ra quá rồi. Bây giờ tới chương trình dùng gân nào, răng nào. Cái sô cô la trắng ăn cực đã rồi đó. Tự nhiên ăn bốn cây kem mới thấy mình no ngang luôn à. Với cái bánh nữa. Bánh sô cô la nữa. Mọi người nên mua cây kem này ăn đi nha, dữ lắm, nó ngon luôn. Hiệu này nè. Mình làm chuột bạch mình thử trước cho mọi người đó. Dữ lắm, nó ngon luôn. Ăn đi giảm cân. Thôi chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người trong các cái clip sau. Bye bye.